Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Nay là tối ngày thứ năm, ngày 18 tháng 8 2022 nha anh em. Mình lại tiếp tục review đèn của hãng MK cho anh em xem ha. Chứ không phải tiếp tục gói hàng nữa. Trước mặt anh em là UFO 250W của hãng MK. Thì mình nhắc lại là anh em mua hàng, anh em đừng có căn cứ vào cái watt nha. Đừng có thấy 250W thì nó nhỏ hơn mấy cái đèn UFO 1000W thì nói nó không sáng bằng thì không đúng. Cái watt chỉ là định danh thôi nha anh em. UFO 250W này trong quá khứ mình đã bán rất là nhiều rồi. Hồi đó mình bán 800 anh em. Bây giờ buộc lòng mình phải bán 850, lên có 50.000 thôi. Cái thời xăng có mười mấy ngàn lít đó anh em. Giờ xăng hai mấy ngàn rồi. Nhưng mà đèn lên có 50.000 cái à. Thì mình nghĩ đó là hợp lý rồi. Đó cũng là một cái thành quả rất là lớn lao của mình mà mình đàm phán với hãng MK mấy tuần gần đây. Đó thì lên có 50.000 là mình thấy là mình cũng có công sức rất là lớn trong trong việc đó. Thì cái này, đèn này nó khá là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở chỗ là anh em thấy nè. Cái tấm pin của nó được đúc thẳng vô cái mặt trên của đèn luôn. Anh em thấy không? Cái mặt trên của đèn nè. Cái tấm pin được ở trong luôn. Đó, làm như vậy để làm gì? Để ngăn tấm pin không có tác động gì với nước trơn. Ở trên đây không có một khe hở nào. Mà cũng không có một ốc vít nào hết. Không có khe hở nào hết. Anh em thấy không? Đó, không có khe hở, không ốc vít nào ở đây hết. Tấm pin được đúc sẵn luôn. Và tấm pin này là tấm pin 22W. Đó, kéo cái thước em. Tấm pin 22W nha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đo cái đường kính của cái vòng tròn này. Coi nó là bao nhiêu nha. Đường kính của vòng tròn. Đó, vòng tròn này có đường kính là 5 tấc rưỡi. À, vậy cái này nó bự bằng với UFO 1000W của hãng JD anh em. 5 tấc rưỡi nha. Đó, vậy là bự ngang ngửa với UFO 1000W của hãng JD rồi. Đấy. Rồi bây giờ mình lật lại nè. Lật lại nó đèn nó sáng lên ha. Sao tắt ở đây? Bấm ha, bấm off. Rồi, tắt rồi. Thì ở đây nó có 5 ô đèn, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ô đèn. Và nó có hết thể là 80 con led 1 ô. Vậy là 8, 5, 40, vậy là 400, 400 con led ha. Hết thể là 400 con led 5, 7, 30 nha nè. 400 con. Ở trong đây nó có bộ pin lưu trữ là 20 mAh. 20 mAh. Đó. Thì remote nó khá là phức tạp. Nó có nút radar nè. Radar là để anh em bấm cái là nó gặp người ta nó mới phát sáng 100%, không ấy là nó sáng 50%. Rồi 2 giờ no sen, 3 giờ no sen, 4 giờ no sen auto. 2 giờ no sen. À 2 giờ no sen này có nghĩa là nó cháy sáng 100% khi mặt trời lặn, mặt trời lặn nó cháy sáng 100% trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó từ đó tới sáng là nó bật chế độ sensor radar. Rồi 3 giờ cũng vậy, 4 giờ cũng vậy. Còn auto, nút auto ở cuối này thì nó sẽ cháy sáng 100%, chỉ nào nó hết điện thôi. Đó, còn có tăng giảm độ sáng nè mọi người. Nói chung là cái remote này khá là phức tạp ha. Khá là nhiều công dụng. Đó, rất là nhiều công dụng luôn nha. Auto nè, 4 giờ sen, 3 giờ sen, 2 giờ sen, radar on off, tăng giảm độ sáng. Đó, mình trước đây mình đã bán cái đèn rồi và anh em cũng ủng hộ mình cũng nhiều á. Ủng hộ cái đợt đó cũng nhiều, mà hồi đó mình bán 800. Còn bây giờ buộc lòng phải bán 850k, anh em thông cảm ha. Mình phải lên 50k chứ không lên thì mình xuống anh em. Nếu mà không lên giá là mình xuống ha. Mình đuối luôn á, mình đi luôn á. Đấy. Đó cho nên là mình phải lên một tí, 50.000 thôi cũng không đáng là bao. UFO của hãng MK 250W ha. 5 ô đèn với giá 850. Đường kính 5 tấc rưỡi ha. Vẫn chọn cái ống tiếp 60 vào đây. Ống 60 chọt vào đây ha. Vẫn vặn những con ốc cũng giống như bên CD vậy, cũng vặn những con bồ lon con tán này vô để siết cái đó lại ha. Còn bây giờ thì mình sẽ test độ sáng thôi. Mình sẽ on. Đó, thôi bây giờ khoan đi. Anh em đợi mình xíu để mình đi ra cái khu đen tối cái nha. Rồi cuối cùng thì mình cũng đã đến cái nơi cần đến rồi anh em. Rồi bây giờ 1 2 cầm gì kỳ vậy? UFO cầm kỳ vậy? 3. Đấy. Đây là UFO 250W của hãng MK nha anh em. Để chúng ta pha sân vườn, pha đường đi, pha lối về. Rồi nó sensor mọi người, giờ di chuyển như đó thấy không? Anh em thấy không? Chúng ta vừa thử test chế độ sensor luôn. Rồi ráng đứng im, hồi nãy anh em chắc coi không kịp đâu. Giờ mình đứng im vài giây, ráng cố gắng vài giây để bật chế độ sensor nè. Nè coi cái sensor như thế nào đây. Vài giây nha.
Sao nó không thấy đâu vậy? Chắc di chuyển rồi, ở đây có nhiều vật di chuyển quá rồi. Phải không? Hồi nãy nó mới thôi giờ bấm lại cái nữa đi ha. Cầm cái đèn yên lặng chứ. Rồi bấm radar, bấm chế độ radar. Rồi. Nó đang cháy sáng 100% anh em thấy. Ánh sáng 100% của nó đây. Đấy. Về nhà chúng ta treo cái trụ khoảng 4 5 m, 4 m rưỡi ha. Đó, nó sẽ phủ một cái vùng sáng cho chúng ta. Đó. Sáng như ban ngày thì không phải, nhưng mà soi sân vườn thì ánh sáng cỡ này ok rồi. Không đứng im được em. Cái đèn nhà hiệu cậu không nổi ha. Để im, đang để im nha anh em, để bật chế độ coi chế độ sensor ha. Mình bấm radar cho nó rồi đó. Ở đây có nhiều thứ di chuyển quá rồi. Rồi bấm lại ha. Đấy. Rồi đang cố gắng đứng im xíu ơi. Cái đèn này thân bằng nhựa cho nên nó không có đến nỗi là quá nặng đâu. Nó bình thường thôi ha. Nặng mấy ký thì mình không biết, nhưng mà nó không có đến nỗi quá nặng tại thân bằng nhựa mà. Rồi lát vô trong kia rồi mình test sensor sao nha mọi người. Ở đây làm như có nhiều cây cối di chuyển quá. Rồi đưa đưa lên cao. Đấy. Ai không? UFO 250W của hãng MK nha. Đấy. Giá bán ra là 850k. Ok chưa anh em? Rồi. Đó thì vô mình để cái đèn ở trên bàn anh em. Để nó nằm im trên bàn thì nó mới có thể thực hiện chế độ sensor được. Đó thì cái đèn này nó không phải như là JD. JD khoảng chừng 4 5 giây không có chuyển động thì nó sẽ sensor. Còn cái đèn này nhiều hơn anh em, khoảng trên 10 giây. Không có chuyển động thì nó sẽ bật chế độ sensor. Và nó vừa chớp lên chớp xuống mấy cái đấy. Không, nói chung là chế độ sensor của đèn này rất là ok ha. Bình thường nếu mà anh ta di chuyển vậy nó cháy 100%. Không di chuyển nó sẽ cháy 60%. Đấy. Anh em đam mê cứ liên hệ mình nha. Đó, 850 ngàn thôi. UFO chưa bao giờ rẻ đến thế. Mình thấy nhiều anh em mua UFO trên mạng. Vì mắc quá trời ha. 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đấy, mình bán, mình cố gắng mình cân cho anh em thiệt là rẻ để anh em mua cho nó thoải mái. Chứ để trời bán cái này mà bán 1,3 triệu, 1,4 triệu làm sao anh em mua được, phải không? Đấy, mình cân cho thiệt là rẻ, 850 thôi. Phí vận chuyển cái này vài chục nữa, ra hơn 900 ngàn một tí. Đó, chúng ta có được một cái đèn. Về nhà xài vô tư thoải mái ha. Xài vui luôn. Đó, soi sân vườn thoải mái. Mình chào anh em nha, hẹn gặp anh em ở những cái mặt hàng lần sau.